Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay sau bài phải giới thiệu anh em một tựa game mobile vừa mới ra mắt có tên gọi là City Hunter, thợ săn thành phố đến như anh Soa Game. Một tựa game nhập vai rảnh tay, màn hình dọc, lấy bối cảnh tương lai. Nhưng mà thế giới tương lai này đang bị xâm chiếm bởi quỷ dữ, và các bạn sẽ đóng vai những cái hiệp sĩ chống lại quỷ dữ. Đấy, được gọi là City Hunter. Con game này lấy bối cảnh đô thị nha mọi người nhá. Chúng ta sẽ có hai lớp nhân vật, đó là Thanh Diệm, một lớp nhân vật nam cầm kiếm. Và ở đây thì các bạn có phần biến hình này. Wow, nhìn rất là đẹp, mình thấy là đẹp nha. Lớp thứ hai đó là Huyết Ảnh, một lớp nhân vật nữ. Nhân vật nữ này thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có phần biến hình rất là đẹp. Đó, Huyết Ảnh cầm lưỡi hái thì mình sẽ chơi nhân vật nam đi anh em ạ. Đó, mày đổi gió chơi nhân vật nam nhá anh em nhá. Để xem nó như nào. Rồi, mình sẽ chơi lớp nhân vật Thanh Diệm này. Thật ra tên nhân vật tôi thấy là hơi khó nhớ anh em ạ. Đặt kiểu gì nó dễ nhớ hơn thì làm sao. Mà quả đặt tên quả thế thì mình hơi khó nhớ. Rồi, chúng ta sẽ có một con game màn hình dọc đồ họa 2.5D. Các bạn sẽ có một con game đồ họa 2.5D nha anh em nhá. Đấy, về đồ họa này thì mình thấy khá là đẹp mắt và ấn tượng. À, game này thì lấy bối cảnh đô thị, một cái bối cảnh game ít game ở Việt Nam hiện nay có nhá, không phải là không có. 10 game thì chắc được 2-3 game gì đó. Đấy. Và đây chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ này. Đó, chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ đây. Tiếp tục. Đừng nhanh nhẩu như vậy chứ. Ma quỷ chui từ dưới đất. Rồi. Đấy, mình sẽ chiến đấu, cơ chế chiến đấu đi auto thôi. Và ui, mình nhìn thấy là hiệu ứng chiến đấu đẹp nhá. Hiệu ứng chiến đấu rất là hoành tráng luôn ấy. Wow. Rất là bất ngờ với đồ họa của tựa game City Hunter, thợ săn thành phố này. Mình cũng không ngờ là game sở hữu một cái đồ họa ấn tượng như vậy. Game này thì không xoay góc nhìn được thôi, nhưng mà mình nghĩ là như vậy vẫn ok rồi. Tất nhiên là nếu mà xoay kỹ, các bạn vẫn thấy là cái con City Hunter này nó sẽ vẫn gọi là không được nét cho lắm, nó vẫn răng cưa. Vì cái này là hạn chế đồ họa, cái này làm bằng Unity thôi. Nên là, nhưng mà mình nghĩ là đấy là một phần nhỏ thôi. Và nếu các bạn không quá xoay kỹ thì nó cũng không phải là vấn đề gì. Với con City Hunter thợ săn thành phố này, các bạn có thể chơi trên điện thoại hoặc là máy tính nhá. Riêng máy tính thì sẽ có một cái bản cái lần riêng. Game này không cho chơi bằng giả lập. Đó, đây là một điểm rất là đặc biệt. Nó không cho chơi bằng giả lập, nó bắt anh em cài cái phần mềm trên PC riêng. Cái đấy thì các bạn có thể lên trang chủ. Trang chủ ở đâu thì mình sẽ để đường link ở phần mô tả. Rồi để đánh boss này, các bạn thấy là hiệu ứng trưởng pháp nhá, ngập màn hình luôn. Đó, nhìn oánh rất là, thực sự là mình thấy ấn tượng với cái đồ họa của con City Hunter này. Có lẽ đây là lý do mà hiện tại con game này đang rất là đông người chơi. Hiện tại đang có khoảng hơn 20 server rồi. Đông người chơi dã man luôn anh em nhé. Cái gameplay thì nó đơn giản thôi, nó dễ chơi, nó auto, rồi bấm vào nhiệm vụ các thứ thôi. Và vì thế là nó cũng tiếp cận game thủ nó khá là dễ dàng. Nó không phải là một con game của hardcore. Thêm nữa là cái đồ họa, mình nghĩ là anh em chơi vì cái đồ họa. Đồ họa game này thì bảo là bom tấn thì không phải, nhưng mà với mình như này đồ họa này cũng đủ sức để thu hút anh em game thủ Việt rồi. Rồi có một cái điểm đặc biệt của tựa game City Hunter này là phần biến hình. Đấy, các bạn từ nhân vật chính này các bạn thể biến hình thành rất nhiều hình dạng khác nhau, và mỗi cái biến hình thì nó sẽ có một kỹ năng đặc biệt riêng, và biến hình thì rất là hoành tráng và đẹp nhá. Tí nữa mình game sẽ show cho anh em. Thật ra là lúc ở đầu game ấy, các bạn phải xem trước cái phần biến hình ấy rồi. Nhưng mà đấy chỉ là một phần thôi, vì game này có rất nhiều phần biến hình. Uầy, cái lớp nhân vật cầm kiếm này đánh đã nhỉ. Animation game này làm rất là tốt nhá. Nhìn cử động chiến đấu nhìn rất là mượt mà, đẹp mắt luôn ấy. Rất là ưng. Thực sự mình rất là ưng đồ họa game City Hunter này. Rồi đi làm nhiệm vụ tiếp này. Ở đây chúng ta sẽ cầm súng bắn mấy con quái đúng không? Đây mình vẫn đang làm cái cốt truyện đầu game thôi. Đây là vẫn là phần đầu game nha anh em nhá. Đây là vẫn là phần đầu game này. Wow. Thật ra các bạn hãy bỏ qua cái phần chiến đấu này cũng được. Nó không quan trọng đâu. Đấy. Bắn quái vật tràn ngập thành phố luôn. Nó chui từ dưới đất, lòng đất lên đi anh em. Rồi, tiếp tục này. Ôi, hình như là có con boss đấy anh em ơi. Ui, chúa quỷ. Uầy. Nhìn boss hoành tráng nhờ. Nhìn đã thật đấy. Công nhận là game này nó thiết kế mấy con boss nhìn thích thật. Rất là đẹp, thật sự là con game này thiết kế boss rất là đẹp nhá. Nhìn sợ dã man, chúa quỷ luôn. Hề như em như quả, cái quả mắt của nó đội hai cái như kiểu hai cái áo phụ nữ lên lên mặt ấy, buồn cười dã man. Rồi,
Đây, chúng ta sẽ chiến đấu. Các cái động tác chiến đấu nhìn rất là nhanh, rất là đã luôn. Nhìn thích mắt thật sự ấy. Đồ họa chính là cái điểm cộng của tựa game City Hunter này. Đấy, còn có chuyện này các anh em có thể bỏ qua. Đây có phần biến hình. À, các bạn thấy không? Mình vừa biến hình đấy, nhân vật mình vừa biến hình. Khi mà biến hình thì sẽ có kỹ năng riêng nhá. Đấy, nhìn biến hình đẹp nhỉ? Thực sự là đỉnh dã man game này, quả biến hình này, nhìn này, show cho anh em luôn. Úi xồi, đẹp dã man luôn. Ôi, hiệu ứng chiến đấu thì rất là thích mắt nhá, phải nói là đẹp, ấn tượng, là những cái gì mà mình cảm nhận về cái con City Hunter này. Thực sự đã thật. Wow. Và game này lên cấp rất nhanh, chơi một lúc là level 20 rồi. À, nói chung là cái điểm nhấn game này từ cái đồ họa và cái phần biến hình thôi, còn lại thì gameplay thì nó rất là cơ bản anh em ạ. Đấy, người chơi thì rất là đông nhá. Gameplay rất là cơ bản thôi và đơn giản. Game đánh theo kiểu dạng vượt ải nhá. Game này là AIP, kiểu dạng AIPG vượt ải đấy mọi người. Và đánh theo vượt ải chứ không phải đánh theo kiểu dạng là nó bản đồ mở cái thứ này nọ đâu. Đánh quá trên map đâu mà chiến đấu theo vượt ải. Đây mình sẽ chọn biến hình này. Một trong bốn loại. Game tặng cho mình cái biến hình đầu tiên thì mình sẽ chọn bừa đi. Các bạn hoàn toàn để biến hình thành nhân vật nữ nhá. Đấy. Cho phần biến thân này. Bấm vào đây này. Đấy. Biến hình thì nó sẽ có nhiều phẩm cấp khác nhau. Nó tặng cho mình cái phẩm cấp D thôi. Sau này thì các bạn có thể có mở khóa thêm các cái biến thân cấp A hoặc là cấp S thì nó sẽ xịn sò hơn. Đây là bảng nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn mở khóa tính năng. Ví dụ như hoàn thành hết nhiệm vụ là mình sẽ mở tính năng Pet. Game cũng có Pet luôn. Pet thì sẽ trợ chiến cho nhân vật chính của anh em. Đấy, cũng nói chung là cũng đơn giản dễ chơi. Đây phần vượt ải này. Đó, như mình đã nói thì con game này là auto và nó sẽ chiến đấu theo kiểu dạng vượt ải. Các bạn sẽ tập trung nhiều vào việc là nâng cấp phát triển nhân vật thông qua việc là cường hóa trang bị này, biến thân này, pet này, rồi một vài cái tính năng khác nữa. Nói chung là sẽ có rất là nhiều tính năng để người chơi mạnh hóa nhân vật này, kết bạn này. Sau này thì game nó cũng sẽ mở ra các hoạt động hàng ngày, phó bản, rồi PvP đấu trường. Nói chung là đầy đủ tính năng thì anh em có thể an tâm trải nghiệm. Đây cường hóa trang bị này. Đấy, game hướng dẫn cũng khá là kỹ để cho những người chơi mới có thể dễ dàng làm quen với tựa game City Hunter này. Nói chung là game mình thấy là game ổn nhá. Đấy. Rồi, thú cưỡi này, nâng cấp thú cưỡi các kiểu luôn. Rồi. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục khiêu chiến. Đấy, game thì nói chung là gameplay thì nó không có gì phức tạp đâu, mà ấn tượng thực sự là mình tin là đến 90% là thu anh em game thủ, cứ thu hút bởi cái đồ họa đã. Còn giữ chân được anh em game thủ không thì tùy game. Dù sao đây là ấn tượng đầu tiên của sói bạc đối với con City Hunter này, thì mình nghĩ là đây là một tựa game rất là đáng để mọi người tải game và chơi thử. Còn chơi lâu hay không thì tùy anh em nhá. Nhưng mà mình nghĩ là đầu game như thế này là rất là đáng để trải nghiệm rồi. Đồ họa đẹp rồi, lối chơi nó cũng nhịp độ nhanh, hấp dẫn nha. Thì giải trí tốt ở trên mobile. Ok thì cảm ơn anh em đã theo dõi bên này của Sói Bạc nha. Bạn nào thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh App Kobe ngày em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.